Quý khán thính giả đang đến với chương trình tin tức tổng hợp của đài IBC được phát hình trên các băng tần 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc California, 27.7 tại Houston, Texas trên hệ thống Galaxy 19 và trên màn điện toán toàn cầu IBCTV.US. Phụ trách phần tin tức tổng hợp hôm nay, sư ngôn viên Vũ Quang Vinh và Tuyết Nha xin trân trọng kính chào quý vị. Và sau đây như thường lệ, chúng tôi xin mời quý vị cùng điểm qua một số điểm tin chính như sau. Tổng thống Biden thảo luận về Gaza, Sudan và AI với Tổng thống UAE vào ngày thứ Hai. Đội SWAT, cảnh sát cưỡi ngựa bên ngoài cuộc meeting của ông Donald Trump ở New York. Chính phủ Venezuela cho biết ông Gonzalez tự nguyện ký đơn chấp nhận phán quyết của tòa án về cuộc chiến thắng của Maduro. Máy bay thả nước xuống đám cháy ở Tây Bắc của Israel sau vụ bắn tên lửa. Các chuyên gia cho biết hàng ngàn tỷ đầu tư vào ứng phó cháy rừng không tạo ra được sự khác biệt. Và sau đây chúng tôi sẽ mời quý vị cùng đến với bản tin chi tiết đầu tiên qua phần tường trình của sứ ngôn viên Tuyết Nha. Thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ thảo luận về Gaza, Sudan và trí tuệ nhân tạo với Tổng thống UAE vào thứ Hai tới đây. Ông Joe Biden sẽ chào đón Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan tới Tòa Bạch Ốc vào ngày 23 tháng 9, thảo luận về vấn đề từ chiến tranh ở Gaza, Sudan và phát triển trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm. Phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc John Kirby cho biết vào ngày thứ Tư 18 tháng 9, chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống quốc gia Ả Rập vùng vịnh tới Washington, đồng thời cho biết thêm rằng Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ gặp riêng với nhà lãnh đạo UAE. Những cuộc họp cũng tập trung vào vấn đề khí hậu, năng lượng sạch và vai trò của UAE với tư cách là đối tác trong ban giao, đối tác cơ sở hạ tầng toàn cầu của nhóm 7 nước. Đội SWAT, cảnh sát cưỡi ngựa bên ngoài cuộc meeting của ông Donald Trump ở New York. An ninh của New York đã được khai triển hòa toàn lực trước cuộc meeting ủng hộ ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa ông Donald Trump vào hôm ngày thứ Tư vừa qua tại Uniondale, New York. Các đội SWAT đang hội tống các sĩ quan trên lưng ngựa và tuần tra. Tất nhiên, cuộc meeting diễn ra ngay sau nỗ lực ám sát thứ hai nhằm vào cựu tổng thống. Mặc dù cuộc meeting không được lên lịch bắt đầu cho đến 7 giờ tối theo giờ miền Đông Hoa Kỳ, 23 giờ GMT, những người ủng hộ đã bắt đầu tập trung tại bãi đậu xe Nassau Coliseum nhiều giờ trước đó. Sau nỗ lực ám sát ông Trump lần đầu tiên trong cuộc meeting vào ngày 13 tháng 7 tại Butler, Pennsylvania, chiến dịch của ông đã tạm dừng các cuộc meeting ngoài trời và ông Trump hiện đang phát biểu tại cuộc meeting phần lớn được bao bọc trong kính chống đạn. Chính phủ của Venezuela cho biết ông Gonzalez đã tự nguyện ký vào lá thư chấp nhận phán quyết của tòa về chiến thắng của Maduro. George Rodriguez là một nhân vật chủ chốt trong đảng xã hội cầm quyền, cũng là chủ tịch quốc hội đã cho biết vào thứ Tư ngày 18 tháng 9, ứng cử viên đối lập Venezuela là Edmundo Gonzalez tự nguyện ký vào lá thư chấp nhận phán quyết của tòa án xác nhận chiến thắng của ông Maduro. Tuyên bố được đưa ra trong cuộc họp báo tại Caracas khi ông Gonzalez, người phản đối Tổng thống Nicolas Maduro trong cuộc bầu cử vào tháng 7 cho biết vào thứ Tư, ông đã bị buộc phải ký vào văn bản công nhận chiến thắng của ông Maduro. Ông Gonzalez đang ở Tây Ban Nha, đang được cấp tị nạn chính trị vào đầu tháng này sau khi lệnh bắt giữ ông tại Venezuela được ban hành. Trong một đoạn phim do Venezuela chia sẻ, ông Gonzalez lên một chiếc máy bay có treo quốc kỳ Tây Ban Nha vào tối ông rời khỏi đất nước. Ông Rodriguez cũng cho xem những bức hình về cuộc họp được cho là giữa ông Phó Tổng thống Delcy Rodriguez và ông Gonzalez tại Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Caracas ngay đêm trước khi ông rời đi. Và theo ông Rodriguez thì việc ký kết diễn ra đúng là vào ngày hôm đó. Máy bay thả nước xuống đám cháy ở Tây Bắc Israel sau vụ bắn tên lửa. Máy bay thả nước xuống đám cháy đang bùng cháy ở khu vực Galilee phía Tây của Israel ở vùng Tây Bắc vào hôm ngày thứ Tư sau khi tên lửa được bắn từ Lebanon. Israel và Hezbollah ở Lebanon đã có những hành động thù địch qua biên giới kể từ khi chiến tranh nổ ra ở Gaza, nhưng việc hàng nghìn máy nhắn tin và thiết bị vô tuyến cầm tay của Hezbollah phát nổ đã làm dấy lên quan ngại về một sự leo thang lớn. Hezbollah đã hứa sẽ trả đũa Israel các cáo buộc nước này đã kích nổ các thiết bị, làm giết chết ít nhất 20 người, trong đó có 2 trẻ em và làm bị thương hàng ngàn người. Các quan chức Israel không bình luận về các cuộc tấn công và các thiết bị liên lạc của Hezbollah trong 2 ngày vừa qua,
Nhưng theo các nguồn tin của an ninh cho biết, cơ quan tình báo Mossad của Israel sẽ chịu trách nhiệm. Hàng ngàn tỷ đầu tư vào ứng phó cháy rừng không tạo ra được sự khác biệt theo lời của các chuyên gia. Thưa quý vị, những chuyên gia quản lý cháy rừng cấp cao ở Viện Lâm nghiệp châu Âu cảnh báo khoản đầu tư lớn vào năng lực ứng phó không giúp được ngăn chặn cháy rừng nếu như thảm thực vật không được quản trị một cách đúng đắn. Trong khi Bồ Đào Nha đang vật lộn với làn sóng cháy rừng chết người đã đẩy những dịch vụ khẩn cấp tới giới hạn, Lyndon Pronto cho biết một số vụ hỏa hoạn vượt quá khả năng kiểm soát của con người và việc lập ra những kế hoạch cho một chương trình quản lý cảnh quan rậm rạp sẽ làm giảm cường độ của những vụ cháy rừng như thế. Thời tiết mát mẻ mang lại một số tia hy vọng cho những người lính cứu hỏa đang chiến đấu với ngọn lửa tại Bồ Đào Nha. Ít nhất 7 người thiệt mạng do đám cháy rừng tại những khu vực quận Aveiro và Viseu, với hàng chục căn nhà bị phá hủy, hàng chục ngàn hecta rừng và đất bụi rậm bị thiêu rụi. Chính quyền cũng đã phải huy động hơn 5.000 lính cứu hỏa. Đến đây, chương trình tin tức xin được phép tạm dừng trong giây lát để gửi đến quý vị phần bảo trợ thương mại. Sứ quân viên Tuyết Nha và Bộ Quang Vinh sẽ quay trở lại phần 2 với những bản tin như là Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản, bản tin về việc cộng đồng cùng nhau chuẩn bị ứng phó với lũ lụt khi mực nước lên đến đỉnh điểm, hay là bản tin về việc Hoa Kỳ vẫn tham gia vào các nỗ lực ngoại giao mạnh mẽ để ngăn chặn sự leo thang giữa Israel và Lebanon, cùng những bản tin mới được cập nhật. Xin quý vị tiếp tục đón xem.